Người Thái đi ăn cái món này mà mấy bạn đó hoang mang không biết ăn sao luôn. Các bạn cũng không biết món này tên gì luôn nữa. Để Ngọc tách cho bạn ăn thử xem sao nha. Không hoang mang. Thật ra thì bông atiso không quá phổ biến ở Thái Lan. Mình đoán chắc là vì khí hậu Thái Lan rất là nóng á. Cái bông atiso này nè, nếu mà không có người chỉ chắc mình không biết cách ăn luôn á. Mình phải tách những cái cánh này ra, sau đó thì ăn cái phần ở dưới đây nè. Mình rất là thích món này tại vì nó thanh mát. Theo quan sát thì mình thấy có vẻ như người Thái không thích món này cho lắm. Nguyên một bàn hơn chục người luôn, người ta ăn món này cực kỳ ít. Món mà họ thích nhất là món cá kho theo kiểu Việt Nam. Họ khá là thích cái vị đậm đà như vậy. Tại sao mình biết thì tại vì mình hỏi họ. Nghe cái gì mà alloy là biết họ đang khen ngon á. Lỡ ra đường thấy một anh đẹp trai mình cũng khen ảnh alloy được luôn. Không nha, này nó giỡn á.